Những cuộc thảo luận về bản chất, sự cần thiết tính nữ và tính nam đang ngày càng trở nên phổ biến và sôi động hơn bao giờ hết. Nó đã chứng minh tầm quan trọng của bản thân khi len lỏi tới mọi ngóc ngách của cuộc sống. Từ khoa học, chính trị, thương mại cho tới thơ ca, âm nhạc hay cả điện ảnh nữa. Trong một xã hội còn tồn tại nhiều định kiến như Việt Nam thì những cuộc thảo luận này lại càng cần thiết vì nó giúp chúng ta cởi bỏ những khuôn mẫu, kể từ đó trở nên cảm thông và dễ chấp nhận nhau hơn. Trong video ngày hôm nay, hãy cùng Spider Room đến với một chia sẻ cá nhân của bạn Tú Anh về việc bạn ấy đã phải ép mình trở thành một người con gái đúng với tiêu chuẩn của xã hội nhé. Ngay từ khi còn là một đứa bé, tôi đã thầm đặt một mục tiêu là tôi phải hơn những đứa con trai. Và vì tôi quá kiên quyết trong chuyện đó, tôi đạt được nó thật. Bằng cách nào đấy, tôi trở thành một đứa con gái khác biệt và cụm từ con đàn ông với tôi gắn liền với nhau. Truyền thống ấy vẫn tiếp tục mãi cho tới gần hết cấp 2 khi một chuỗi liên tiếp các sự việc xảy ra về chuyện tôi cá tính ấy. Chuyện thứ nhất, chiếc vỗ mông. Hồi cấp 2, học sinh bắt đầu dậy thì và chúng tôi bắt đầu phân chia nhau thành hai mảng màu thực sự. Tôi vẫn cố gắng duy trì việc thân với bọn con trai, trong đó có T. Tôi thì không ưa T vì bất cứ khi nào tôi đi qua đám con trai, T cũng trêu tôi và những bạn nữ khác bằng những trò đùa xấu hổ về cơ thể hoặc là hét lên "Anh yêu em!" như một lũ linh cẩu. Và một lúc mà tôi không chịu nổi nữa, tôi đáp lại cậu bằng một hành động còn làm cậu xấu hổ hơn. Tôi đã vỗ vào mông T một cái. Sau chuyện đó, tôi trở nên nổi tiếng khắp khối vì lập dị. Câu chuyện vỗ mông của tôi được bọn con trai đem ra bàn tán và T cũng dừng hẳn việc trêu đùa. Sau đó tôi nhận ra có một sự thật mà tôi vẫn chưa sẵn sàng chấp nhận. Nếu bạn muốn được coi là con gái vào lúc đó, bạn phải chấp nhận và thậm chí cảm thấy thích thú khi được lũ con trai bàn luận về những phần mới mẻ đó của cơ thể. Bạn phải đi qua, nghe thấy, giả vờ như không có hoặc là ngại ngùng quay đi thật nhanh. Như thế mới nữ tính, như thế mới mang cái vẻ yểu điệu liêu yếu đào tơ, động vào một cái là bị búng đi mất. Phải nói rằng, những ngày tháng cố gắng hơn thua của tôi không phải là một chuyện gì đáng tự hào cho lắm. Thế nhưng điều đấy sau này làm cho tôi suy nghĩ rất nhiều về nữ tính và nam tính. Chuyện thứ hai, tôi có bạn trai. Lần đầu tiên tôi có bạn trai là hồi lớp 9, một người bạn cùng bàn, tạm gọi là Z đi. Lúc này Z đã dạy cho tôi một bài học khác cũng khó nuốt không kém, đó là bạn phải nhún nhường để có thể phù hợp với bọn con trai nếu muốn chúng thích bạn. Có bạn trai ngồi cạnh rất hạnh phúc, chúng tôi nghe nhạc cùng nhau, nói những chuyện ngớ ngẩn cùng nhau và tôi được ngắm Z hí hoáy trong giờ công nghệ. Dáng vẻ ai đó đang mải mê làm cái gì là đẹp nhất. Điều đó có nghĩa rằng chúng tôi cũng làm bài kiểm tra cùng nhau. Và dĩ nhiên, vì Z học kém tiếng Anh nên Z phải copy bài tôi. Và cậu ấy không hạnh phúc về điều đó một tí nào cả. Tôi cũng vậy, tôi cảm thấy chột dạ vì điều đấy. Tôi biết và có đọc được những status tâm trạng ngày xưa rằng đàn ông như con trẻ, tự ái rất cao. Rằng bạn nên là bến bờ, là hậu phương cho đàn ông, làm cho anh ta cảm thấy an toàn khi chinh chiến bên ngoài kia. Tôi chột dạ không phải vì mình là bến bờ, mà vì mình là cái phao cứu sinh cho cậu ấy thì đúng hơn. Sau gần 2 tháng, Z đá đi tôi thẳng cẳng. Đúng 3 ngày sau, cậu công khai hẹn hò một bạn nữ vừa xinh vừa dễ thương vừa dịu dàng. Lúc tiêm phòng uốn ván còn có chút nhút nhát đứng núp sau thầy giáo. Chẳng bù cho tôi, người vênh mặt tự hào vì mình tiêm không kêu khóc. Thế có ngốc nghếch không cơ chứ? Lúc ấy tôi đã dại dột nghĩ rằng có lẽ nếu như mà mình học kém hơn thì sẽ không bị đá đít và mình nên tỏ ra ngây thơ yếu ớt mong manh dễ che chở. Chính vì hai sự kiện này, tôi chấm dứt việc nghịch ngợm của mình vào năm nhất đại học. Tôi muốn nữ tính cơ, cứ thế thì làm sao mà có chồng được chứ? Đầu tiên, tôi phải để tóc dài. Trước đó, năm lớp 12, tôi đã cạo cả đầu.
và lượng tóc này tỷ lệ nghịch với sự bất mãn của mẹ tôi về con gái bà. Thứ hai, tôi phải mặc quần áo nữ tính để bọn con trai thấy tôi hấp dẫn, do đó tôi cũng bắt buộc phải cạo lông chân. Thứ ba, tôi phải ăn nói nhỏ nhẹ, không được gào gào cái mồm lên hay là cười như tiếng trống nữa. Phải nữ tính, mặt lúc nào cũng phải tươi tỉnh lên, không là đuổi hết trai đi đấy. Thứ tư, không chỉ về ngoại hình, tính cách tôi cũng phải đổi để hợp với bọn con trai. Không được phản đối tụi nó, cần tỏ ra không hiểu gì và bất lực để chúng nó giúp bạn. Thế mới làm bọn con trai thấy là chúng nó có ích và không tự ái. Nói chung là phải vừa xinh vừa không thông minh cho lắm. Thứ năm, tôi phải luôn thông cảm và không được đòi hỏi điều gì liên quan tới việc anh ý phải học hỏi thêm về cảm xúc của tôi. Vì vốn dĩ, đàn ông không giỏi xử lý với cảm xúc vì anh ta phải làm những công chuyện to lớn hơn là quẩn quanh ba cái chuyện tình cảm. Tôi phải là bến bờ cho anh ý, vì anh ý đi làm về mệt chết đi được rồi. Phải dịu dàng, lúc nào cũng phải tươi vui và dành hết tình cảm để anh ý tự do phát triển, chuyện hậu phương cứ để tôi lo. Phải nói chuyện lễ phép, không được cứ lúc nào cũng phản đối. Không là đàn ông con trai dễ tự ái lắm, trẻ con lắm, rồi hay buồn hay tủi thân lắm. Nếu mà mối quan hệ có nhiều vấn đề thì là do tôi cứ vẽ ra đấy, rảnh rỗi thế không chứ đàn bà chỉ ở nhà săn bắt hái lượm. Phải vị tha như một người mẹ, giống mẹ anh ta thì càng tốt. Thứ 6, sở thích cá nhân. Những gì tôi làm ra, ước mơ của tôi, cảm xúc của tôi là rác, chẳng đáng để tâm đâu. Gạt hết những bài đệm bằng ukulele, guitar các thứ, gạt luôn cả The Moldy Peaches hay là Kimia Dawson, lẫn mấy cái phim tuổi teen gì đó không đáng quan tâm. Giờ phải nghe noise rock, rồi metal grindcore, rồi nhạc cách mạng tiên chiến đăng lên YouTube từ 11-12 năm trước mới được chấp nhận. Còn nếu tôi cảm giảm quá ấy, thì xem lại điều thứ 5 nhá. Tổng kết lại, để nữ tính một cách độc hại, theo Psychology Today, ta cần thể hiện những đặc điểm nữ tính theo định kiến như là bị động, dễ cảm thông, nhạy cảm, kiên nhẫn, dịu dàng, dễ lắng nghe, dễ tiếp thu. Và hệ quả là lờ đi những nhu cầu thể chất và tinh thần của mình để làm hài lòng những người xung quanh. Nữ tính độc hại chính là khi một người vì lợi ích của người khác nhưng làm hại chính mình. Nó có thể xuất hiện dưới dạng trầm cảm, kiệt sức hay đưa ra những quyết định phi lý trí. Nếu như bạn có thể làm được cả 6 điều trên, thì bạn có thể tận hưởng thứ bảy và chủ nhật một cách hạnh phúc đấy. Trích lời giáo sư Judith Butler, tính nữ là điều tốt cho cả nam và nữ bằng cách cho phép họ có thể có những sở thích và đam mê thể hiện đầy đủ con người họ và cho phép họ phát triển thành công mặc cho những định kiến xã hội nói gì về việc đâu mới là dành cho nam hay nữ. Đối xử thành thật với bản thân mình và người khác chính là chìa khóa, không phải nữ tính hay nam tính. Các bạn thấy sao về những chia sẻ vừa rồi của bạn Tú Anh? Liệu mảnh đất YouTube có đem đến nhiều sự cảm thông như trên diễn đàn Spider Room không? Và trong tương lai, Spider Room có nên đưa thêm nhiều quan điểm về giới tính như thế này? Hãy cho chúng mình biết nhé! Và nếu các bạn cũng thích những nội dung như trên, hãy đăng nhập vào website của nhà nhện là spiderroom.com để tìm đọc thêm nhé! Và mình là Khánh Linh. Bye!